Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đã đến với chương trình Chào buổi tối ngày 5 tháng 11. Tôi là Thanh Huyền. Tôi là Thùy Linh và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những đầu tin chính trong buổi tối ngày hôm nay. Những thủ tục hành chính nào sắp hết thời sau khi hộ khẩu, chứng minh nhân dân bị bãi bỏ? Bao giờ quy định này có hiệu lực trong cuộc sống? Khúc ruột miền Trung chìm trong biển nước, có nguy cơ phải đối mặt với trận đại hồng thủy giống năm 1999, dùng cả. Lương hưu thấp không đủ trang trải cuộc sống trong tương lai là lo lắng của nhiều người. Vậy ngay lúc này cần làm gì để sau này không rơi vào cảnh túng thiếu sau khi nghỉ hưu? Nhan sắc gây tranh cãi bị chê như 40 tuổi của tân hoa hậu trái đất 2017. Thưa quý vị, việc chính phủ đồng ý bỏ hộ khẩu có lẽ là thông tin vui nhất với nhiều người suốt từ chiều qua đến nay. Bởi có lẽ là không cần phải nói ra thì hẳn bất cứ người nhập cư nào ở các thành phố lớn cũng đều hiểu hoặc là thậm chí nếm trải sự khó khăn khổ sở khi đi làm hộ khẩu hoặc là làm thủ tục hành chính cần đến hộ khẩu. Vâng, hộ khẩu được xem là cách quản lý đã không còn hợp thời, do đó bãi bỏ là việc hợp lòng dân. Song có lẽ nhiều người vẫn còn mơ hồ, chưa hiểu rõ lắm là khi bỏ hộ khẩu và chứng minh nhân dân thì tới đây việc đi làm thủ tục hành chính sẽ trở nên đơn giản hơn như thế nào, những thủ tục nào sẽ bị khai tử và điều quan trọng là bao giờ thì những quy định này thực sự đi vào cuộc sống. Những thủ tục hành chính sẽ không còn cần tới sổ hộ khẩu phải kể đến như sau. Đầu tiên là bãi bỏ nhóm thủ tục đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu tại cấp huyện, cấp xã. Thứ hai là bỏ tất cả các thủ tục liên quan đến đăng ký tạm trú tại công an cấp xã như tách hộ khẩu, cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh thay đổi hay xóa đăng ký thường trú. Tất cả đều được thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân, bỏ giấy chuyển hộ khẩu, bỏ giấy tờ chứng minh về mối quan hệ gia đình, giấy khai sinh với trẻ em đăng ký thường trú. Ngoài ra là thủ tục cấp biển số xe. Đối với chủ xe là người Việt Nam thì quá trình đăng ký cấp biển số xe không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, không yêu cầu giấy tờ ủy quyền đối với nhân thân trong cùng một gia đình trong hộ khẩu. Vâng, như vậy thì vòng kim cô về thủ tục hộ khẩu, tạm trú, KT3 làm cho hàng triệu người nhập cư tại các thành phố đô thị lo âu sắp được cởi bỏ. Người dân sẽ tiết kiệm được vô số thời gian, tiền bạc, thủ tục giấy tờ liên quan đến các thủ tục về hộ khẩu, tạm trú. Tình trạng gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân về thủ tục hộ khẩu rồi tạm trú sẽ không còn nữa. Thanh niên, sinh viên không bị ràng buộc bởi quy định về hộ khẩu trong khâu ứng tuyển, đăng ký tìm việc làm. Trẻ em thì không phải bơ vơ, gặp khó khi mà đi học vì vướng mắc liên quan đến vấn đề hộ khẩu. Và có rất nhiều ví dụ cho thấy tác động tích cực của quy định này. Song điều tôi băn khoăn là bao giờ thì nó chính thức có hiệu lực? Vâng, theo tôi được biết thì nghị quyết 112 của chính phủ có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành ngày 30 tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên, theo nghị quyết, việc bãi bỏ các thủ tục hành chính giấy tờ công dân sẽ ban hành phù hợp với thời điểm vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong khi đó, việc cấp mã định danh cá nhân và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện đang được tiến hành và phải tới năm 2020 mới hoàn tất. Như vậy có thể hiểu là tới năm 2020 thì mới chính thức hình thức quản lý sổ hộ khẩu, bỏ đi sổ tạm trú và chứng minh nhân dân. Vâng, tôi hiểu là chúng ta đã quá quen thuộc với sổ hộ khẩu rồi là với chứng minh nhân dân suốt hàng chục năm rồi. Và do đó thì không thể nói bỏ là bỏ luôn mà cũng phải cần có một khoảng thời gian để tất cả chúng ta chuẩn bị. Nếu theo đúng lộ trình đến hết năm 2020, người dân chúng ta sẽ có một mã số và với mã số này sẽ làm được gần như tất cả các loại thủ tục hành chính như là giấy khai sinh, đăng ký kết hôn rồi sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, mã số thuế và các giấy tờ khác có liên quan. Và lúc đó thì sẽ vô cùng tiện lợi. Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với Việt Nam thì Trung Quốc hiện cũng đang giữ chế độ hộ khẩu trong quản lý cư dân. Trong số các đô thị lớn thì hộ khẩu ở Bắc Kinh luôn là có giá nhất bởi nó mang lại cơ hội xin việc làm và những cơ quan nhà nước quyền lực nhất. Tận dụng sự thèm khát sở hữu hộ khẩu Bắc Kinh của nhiều bạn trẻ, cách đây vài năm, Trung Quốc đã quyết định dùng đây làm phần thưởng để chiêu dụ sinh viên nhập ngũ.
Theo trang China Daily của Trung Quốc, tất cả các sinh viên ngoại tỉnh của các trường đại học tại Bắc Kinh sẽ được nhập hộ khẩu thành phố nếu họ tự nguyện nhập ngũ. Không chỉ vậy, sau 2 năm tham gia quân đội, mỗi người sẽ được nhận ít nhất 13,4 vạn nhân dân tệ, khoảng 400 triệu đồng Việt Nam, tiền bồi dưỡng nhập ngũ. Với cử nhân đại học, chỉ khi nào có công việc ổn định tại các công ty quốc doanh lớn và may mắn lọt qua đợt xét tuyển thì mới được trở thành người thành thị. Còn nếu muốn chạy được hộ khẩu ở đây, mỗi người sẽ tốn ít nhất khoảng 50 vạn tệ, tức là khoảng 1,7 tỷ đồng. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, những người không có hộ khẩu sẽ không được phép mua nhà hoặc đăng ký xe, trừ khi họ nộp thuế thu nhập trong thành phố 5 năm liên tiếp, các dịch vụ xã hội như nhà ở giá rẻ được chính phủ trợ cấp, trường học cho trẻ em từ mẫu giáo đến đại học cũng không đến với những người chưa có hộ khẩu. Thưa quý vị, chưa kịp khắc phục bão lớn, giờ đây người dân các tỉnh miền Trung lại tiếp tục đối mặt với lũ lớn lên nhanh gây cô lập nhiều nơi. Mưa to từ hôm qua đến nay cộng thêm thủy điện xả nước khiến lũ từ Quảng Trị đến Quảng Nam dâng rất nhanh, nhiều khu vực đã bị ngập đến ngang đầu người. Vâng, tôi thì được biết là từ Quảng Trị đến Bình Định, nước lũ đang ngày một lên cao theo từng giờ đã nhấn chìm nhiều làng mạc trong biển nước, khiến các tỉnh thành này có nguy cơ đối mặt với lũ lịch sử. Tại Thừa Thiên Huế, đến trưa ngày 5 tháng 11, lũ trên các sông ở địa phương này đang lên rất nhanh do mưa lớn. Mực nước tại các sông như là sông Hương, sông Bồ tại Phú Ốc đều trên mức báo động 3 và đang tiếp tục dâng cao. Đặc biệt là tại sông Bồ, khả năng vượt lịch sử năm 1999 là 0,12 m. Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn Thừa Thiên Huế ngập sâu từ 0,4 đến 0,5 m. Xe cộ không thể di chuyển và ách tắc giao thông kéo dài 20 km. Nhiều hành khách trên các chuyến phải đến nhà dân bên đường để xin nước sôi pha mì gói ăn chống đói. Tại Quảng Nam, huyện Đại Lộc, vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Nam, có khoảng 24.000 hộ dân bị ngập lụt, trong đó có nhiều nơi bị ngập sâu, nước lũ cô lập, các tuyến đường dẫn đến trung tâm huyện bị tê liệt hoàn toàn. Tại đây vẫn mưa lớn, trong khi các thủy điện vẫn đang xả lũ, nên dự kiến nước sẽ tiếp tục dâng cao. Trong khi đó, tại thành phố Hội An, nước đã lên trên mức báo động 3, nhiều tuyến đường đã ngập sâu khoảng 2 mét không thể di chuyển. Du khách đang gấp rút rời khỏi khu phố cổ chạy lũ. Thuyền thúng và đò là phương tiện duy nhất để di chuyển khỏi vùng ngập lũ. Trong tin tức vừa rồi có nhắc đến đợt lũ lịch sử ở miền Trung năm 1999 cũng xảy ra vào tháng 11. Cho đến nay, đó vẫn được xem là đợt lũ dị thường với tính chất và mức độ chưa từng có trong thế kỷ 20. Vì sao trận lũ này lại gây thiệt hại khủng khiếp đến như vậy? Điều gì khiến nó trở thành đại hồng thủy nghiêm trọng nhất trong suốt mười mấy năm qua? Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một số hình ảnh về trận đại hồng thủy năm 1999 ở miền Trung mà phóng viên Chào Buổi Tối đã tổng hợp lại. Miền Trung, tháng 11 năm 1999, những hình ảnh có lẽ không bao giờ quên được đối với người dân miền Trung trong những ngày mưa lũ. Lượng mưa kỷ lục phổ biến từ 600 đến 900mm, có nơi lên tới 2000mm, đã nhấn chìm 20 huyện, thị xã trong biển nước. Nước sông Hương ở Thừa Thiên Huế đã đổi dòng, mở ra hai cửa thoát lũ ra biển là hiện tượng chưa từng xảy ra trong lịch sử. Nước lên nhanh đột ngột vào ban đêm, nên phần lớn hàng hóa, vật tư của các kho tàng, chợ búa đã không thể di chuyển kịp. Giao thông bị tê liệt và chia cắt hoàn toàn, khi có những nơi ngập lên tới từ 7 đến 8 mét. Nhiều người dân đã dùng từ đại hồng thủy để chỉ về mức độ tàn phá của trận lũ lịch sử này. Theo thống kê, trận lũ dữ đã cướp đi 595 người và tổng thiệt hại lũ gây ra ước tính gần 3.800 tỷ đồng tính vào thời điểm năm 1999. Theo lý giải của các chuyên gia khí tượng thì cơn lụt lịch sử này là tổng hợp của đủ loại hình thiên tai xảy ra cùng một lúc, bao gồm cả lũ ống, lũ quét ở miền núi, ngập lụt ở đồng bằng, chiều cường sóng lớn ở biển. Với tính chất và mức độ chưa từng có trong các tài liệu và số liệu khí tượng và thủy văn thế kỷ 20. Ở tại Thừa Thiên Huế thì lúc bấy giờ, lượng mưa của 2 ngày đêm đã lên tới là 2.300mm, tức là gần bằng lượng mưa của cả năm cộng lại. Nước đầu nguồn sông Hương mỗi giờ thì dâng lên 1 mét và nước hạ nguồn sông Hương thì lên đến 5,94 mét, tức là vượt báo động 3 đến 2,94 mét, chưa từng có trong các số liệu thủy văn trong hơn trăm năm qua. Nguyên nhân gây mưa quá lớn là do sự tổng hợp cùng lúc của nhiều hình thế thời tiết. Không khí lạnh phía Bắc tràn vào gặp dải thấp xích đạo đi qua miền Trung,
trên cao vừa có đới gió đông hoạt động, cùng lúc là áp thấp nhiệt đới gần bờ. Đó là hình thế lý tưởng gây mưa hàng trăm năm mới hội tụ một lần, khiến cho thiên tai diễn ra cùng lúc trên toàn miền Trung và kéo dài suốt một tuần, trở thành trận đại hồng thủy nghiêm trọng nhất ở Việt Nam suốt mấy mươi năm qua. iPhone 10 là một trong những từ khóa được quan tâm nhất lúc này tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Và để sở hữu sản phẩm iPhone 10 sớm nhất tại Việt Nam thì nhiều người đã chấp nhận mua với giá tương đối cao, khoảng hơn 60 triệu đồng. Tuy nhiên sau 2 ngày mở bán thì giá của iPhone 10 đã tụt giảm mạnh theo giờ. Nhiều người dự đoán là giá bán một chiếc iPhone 10 xách tay về Việt Nam sắp giảm xuống chỉ còn khoảng hơn 30 triệu đồng. Theo đó thì vào sáng ngày 5 tháng 11, nhiều cửa hàng lớn tại Hà Nội đồng loạt giảm giá mạnh sản phẩm iPhone 10. Cụ thể là model 64GB hiện được bán với giá là 33-34 triệu đồng, bản 256GB giá 37-39 triệu đồng. So với thời điểm ngày 3 tháng 11 thì những model về sớm nhất có giá lên đến hơn 60 triệu đồng, cao gấp đôi mức niêm yết tại Singapore. Tối cùng ngày, nhiều cửa hàng mới đồng loạt có iPhone 10. Lúc này giá đã thấp hơn lúc sáng cả chục triệu đồng. Nguyên nhân là do nguồn hàng được xách tay về Việt Nam đã nhiều hơn. Hiện tại trên các trang mạng, người dùng có thể tìm thấy không ít những sản phẩm iPhone 10 được giao bán với giá khoảng 30 đến 34 triệu đồng. Tuy nhiên, giới kinh doanh đều biết những màn giao bán này không đáng tin, có thể là giá bán ảo trên thị trường. Điều thường xuyên xảy ra khi có một model mới về nước hoặc đưa giá nhưng phải vài ngày sau mới có máy về nước. Vâng, theo dự đoán của giới kinh doanh iPhone thì giá của iPhone 10 sẽ còn biến động mạnh vào đầu tuần sau. Bởi khi đó thì ngoài Singapore thì một lượng máy lớn hơn có nguồn gốc từ Hồng Kông hoặc là từ Mỹ có thể về tới Việt Nam chính là nhân tố khiến giá máy giảm sâu. Và đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho những tín đồ iPhone muốn sở hữu một sản phẩm công nghệ vượt trội nhưng giá bán hiện tại vẫn còn tương đối cao. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với giá bán không hề rẻ, iPhone 10 là mơ ước của nhiều tín đồ công nghệ. Và đối với những ai đã sở hữu được iPhone 10, chắc hẳn đều nâng niu nó không khác gì những đứa con cưng. Thế nhưng một chàng trai người Anh vừa khiến cộng đồng fan của Táo Khuyết phải phẫn nộ khi sẵn sàng tra tấn không thương xót chiếc điện thoại siêu phẩm này. Anh James Griffith tiến hành tra tấn chiếc iPhone 10 giá hơn 1.000 đô la Mỹ vừa mua ngay trên đường phố London Anh. Không chỉ tung lên trời ném xuống đất, Griffith còn liên tục lia iPhone 10 trên vỉa hè. Hành động này khiến nhiều người xung quanh bàng hoàng và thậm chí có người còn cho rằng anh chàng này bị điên. Kết quả dù bị ném lên ném xuống liên tục, chiếc iPhone 10 vẫn hoạt động bình thường, thậm chí còn chẳng xuất hiện chút chảy xước. Tuy nhiên, sau đó mục đích thật sự của cuộc thử nghiệm điên rồ này được phát hiện là nhằm kiểm tra độ bền của thiết kế ốp mới mà công ty của anh Griffith sản xuất dành cho sản phẩm iPhone 10. Với kết quả thu được, doanh nhân này xem như đã có một màn quảng cáo thành công mà không mất một đồng nào. Hoa hậu là cuộc thi được tổ chức để vinh danh các sắc đẹp. Cứ mỗi kỳ hoa hậu diễn ra thì khán giả lại kỳ vọng chủ nhân của chiếc vương miện cao quý sẽ là một cô gái xinh đẹp và tỏa sáng nhất. Tuy nhiên, kết quả không phải lúc nào cũng khiến dư luận hài lòng. Và hoa hậu vừa mới lọt vào danh sách bị chê thê thảm vì nhan sắc, không ai khác chính là tân hoa hậu trái đất 2017 Karen Ibasco. Vào tối 4 tháng 11 tại Philippines, thí sinh 26 tuổi của nước chủ nhà Karen Ibasco đã chính thức trở thành tân hoa hậu trái đất năm 2017. Karen sở hữu chiều cao 1m70, số đo 3 vòng là 84-61-91 và là thạc sĩ về vật lý học ứng dụng. Thế nhưng tân hoa hậu đã phải nhận sự phản ứng dữ dội từ dư luận vì bị cho là nhan sắc không có gì nổi bật, thậm chí là già nua như một bà cô 40 tuổi. Cư dân mạng cho rằng Karen có gương mặt cá tính nhưng không hề đẹp và cuốn hút. Đặc biệt là ở những góc chụp cận, tân hoa hậu trái đất còn để lộ gương mặt rỗ, làn da sạm. Khi đứng bên các á hậu, tân hoa hậu người Philippines thậm chí là trông mờ nhạt hơn hẳn. Hoa hậu trái đất là một trong 4 cuộc thi nhan sắc được xem là uy tín và quy mô nhất hiện nay. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Chào Buổi Tối. Vâng, thưa quý vị, có thể nói là lương hưu có vai trò rất quan trọng đối với mọi người lao động, bởi nó được xem là khoản tiết kiệm để giúp chúng ta có thể trang trải cuộc sống khi đã hết tuổi lao động. Tuy nhiên thì những ngày gần đây, câu chuyện về một nữ giáo viên mầm non sau 37 năm công tác chỉ nhận được 1,3 triệu đồng tiền lương hưu đã thực sự trở thành vấn đề nóng, khiến dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Nhiều người vẫn đang trong tuổi lao động, thậm chí là nhiều bạn trẻ giờ đây mới giật mình nhận ra là mình chưa từng có kế hoạch tiết kiệm chi tiêu để khi về già không rơi vào cảnh túng thiếu. Làm thế nào để sau khi nghỉ hưu không phải sống trông vào lương hưu? Và có mặt tại trường quay lúc này, xin được giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, là
giảng viên cao cấp Học viện Tài chính Hà Nội và giáo sư, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh sẽ chia sẻ với tất cả chúng ta về vấn đề này. Lời đầu tiên thì xin chào và xin cảm ơn giáo sư, phó giáo sư đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi phó giáo sư là bao nhiêu năm nữa thì ông sẽ chính thức nghỉ hưu ạ? Thực ra thì bây giờ chúng tôi đã nghỉ quản lý rồi. Và chỉ theo cái yêu cầu của Học viện Tài chính cũng như là của nhà nước cho phép chúng tôi tiếp tục công tác ở Học viện để mà cống hiến. Và vì vậy cho nên là chúng tôi có thể cống hiến thêm một số năm nữa. Vâng, vậy thì trong suốt những khoảng thời gian mà ông được công tác chính thức thì với mức lương của ông khi đó, ông đóng cái khoản tiền bảo hiểm là bao nhiêu? Và đến khi về hưu thì ông sẽ nhận được một cái khoản tiền lương hưu là bao nhiêu? Thực ra thì cái việc đóng bảo hiểm xã hội nó là một cái mức quy định chung của nhà nước. Và đối với người lao động ấy, thì thông thường là người ta không để ý đến cái việc là phải đóng bao nhiêu cho cái bảo hiểm xã hội. Bởi vì cái việc này ấy, thì thông thường là các cái cơ quan mà trả lương người lao động ấy, họ đã đứng ra trả thay cho cái người lao động rồi. Theo quy định của nhà nước hiện nay ấy, thì về phía cái người sử dụng lao động phải trả cho cái người lao động cái số bảo hiểm xã hội là khoảng 17,5%. Còn cái bản thân cái người lao động trả từ cái lương của mình là 8%, như vậy là khoảng 25,5% chi ra cho cái bảo hiểm xã hội. Ngoài ra thì có cái bảo hiểm thất nghiệp cũng có thể tính vào đó. Nó 1% là do cái người lao động đóng và 1% là do doanh nghiệp đóng. Như vậy là tổng thể hiện nay cái cả cái người lao động và cái doanh nghiệp phải trả khoảng 27,5% cái tiền lương cho cái bảo hiểm xã hội của mình. Và nếu với cái mức đóng như vậy thì với một cái khoảng thời gian mà trên 30 năm công tác ấy, thì thông thường là được hưởng khoảng 70-75%. Và ở cái mức như vậy thì mỗi người có thể tự tính ra cái mức lương của mình là bao nhiêu để cho nó phù hợp với lại cái phần mà mình đã đóng góp và cống hiến. Và với cái việc mà kéo dài cái độ tuổi gọi là nâng cao cái độ tuổi mà tồn tại của cái cư dân Việt Nam nói chung ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái bảo hiểm xã hội hiện nay cũng đang là một vấn đề rất đáng lo ngại. Vì cái quỹ bảo hiểm của chúng ta ấy trả cho một cái lượng thời gian về hưu của cái người mà về hưu ấy nó ngày càng dài ra. Và vì thế cho nên là cái gọi là nguy cơ về cái trả bảo hiểm xã hội nó cũng tăng lên. Vậy trước khi bàn tới những nguy cơ đó thì xin được hỏi một câu hỏi hơi riêng tư một chút. Đối với phó giáo sư Đinh Trọng Thịnh thì khoản tiền lương hưu liệu rằng có đủ giúp ông trang trải các khoản chi phí trong cuộc sống khi ông về già mà ông không cần phải bươn trải, không cần phải kiếm thêm các nguồn thu nhập nào khác không ạ? Thực ra ấy, thì đối với chúng tôi cái lương nó cũng tương đối cao và vì thế cho nên là về cơ bản thì tôi nghĩ rằng có thể trang trải được. Tất nhiên là đối với những cái người được hưởng nhiều lương hiện nay ấy, thì cũng phải nói thực là chủ yếu là một số cái thành phần, ví dụ như là bộ đội hoặc công an có cái mức lương nó cũng tương đối cao. Ví dụ như là nếu mà ở cái hàm mà đại tá công an hoặc bộ đội thì thường thường là khi về hưu thường thường là lĩnh khoảng 15 triệu một tháng. Còn với chúng tôi thì những cái người mà có cái hàm phó giáo sư lương khoảng độ 78%, 78 phẩy trở lên á, thì thường thường cũng ở cái mức khoảng 12 triệu gì đó một tháng thì cũng có thể chi tiêu được. Vâng. Thế nhưng còn lại phần đông những người lao động khác thì sao? Ông cho rằng là với mức lương hưu như vậy thì có giúp cho phần đông những người lao động khi về già có đủ để trang trải cho cuộc sống của mình hay không? Thực ra ấy, thì cái mức trung bình của cái lương hưu xã hội hiện nay ấy, của Việt Nam ấy, thì nó cũng tương đối thấp chứ cũng không cao. Và đặc biệt là có một số cái người có thể có cái lương tương đối thấp. Và thậm chí như chúng ta vừa mới nghe đấy là có những cái cô giáo là sau 37 năm công tác cũng chỉ nhận 1,3 triệu thôi. Và thực sự là chúng tôi cũng thấy rằng là có lẽ đây là những cái trường hợp nó tương đối đặc biệt. Bởi vì rõ ràng là cái mức mà phụ cấp được hưởng của một cái người mà đã cống hiến 37 năm ấy, thì nó tầm khoảng 70% hoặc 75%. Và nếu mà chúng ta tính trên 1,3 triệu ấy, thì rõ ràng là bình thường cái cô giáo này cũng chỉ nhận được khoảng độ hơn 2 triệu thôi. Và như vậy thì cái lương bản thân bình thường như bây giờ đã quá thấp.
Và nếu mà nhìn vào cái trường hợp như thế này ấy, thì chúng ta cũng có thể phần nào hiểu được là tại sao bây giờ học sinh, sinh viên người ta cũng cứ lao vào những cái ngành mà có cái lương cao hơn, chứ không lao vào cái ngành nghề giáo dục. Và nếu mà với một cái đồng lương như thế này ấy, thì thực sự là cái tương lai của cái giáo dục Việt Nam nó sẽ còn ảm đạm kéo dài. Cho nên thực sự cái việc mà cải cách hệ thống lương cũng như cải cách hệ thống lương hưu ấy, nó trở thành một cái bài toán đối với không chỉ ngành giáo dục mà đối với toàn xã hội, để làm thế nào thứ nhất là nâng cao được cái mức lương chung của xã hội, nhưng nó phải phù hợp với cái mức độ tăng trưởng năng suất lao động cũng như cái thu nhập của người dân, nhưng đồng thời nó phải đảm bảo được cái mức sống tối thiểu khi mà người ta đã cống hiến cả một cái cuộc đời cho cái lao động, cho cái xã hội, và có thể người ta không phải quá lo lắng về cái tiền để mà sống bình thường với một cái mức sống trung bình của xã hội. Và chúng tôi cũng nói rằng là thực sự thì về phía Bộ Tài chính cũng như là bên Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có những cái động thái để mà xem xét các cái mức lương và thay đổi các cái cơ chế về lương cho cán bộ viên chức. Nhưng nhìn chung trong xã hội ấy, thì chúng tôi cũng nói lại là thực sự cái mức trung bình của cái lương hưu hiện nay đang là một cái vấn đề nó tương đối khó đối với những cái người về hưu. Vâng, thưa ông, tôi cũng thấy xu hướng trên thế giới ở nhiều nước phát triển như là Hàn Quốc, Nhật Bản, kể cả Singapore, số lượng người tiếp tục đi làm sau khi về hưu là khá lớn. Một số trong số đó thì là đi làm cho vui, nhưng mà phần lớn là đi làm để nâng cao cái thu nhập, để duy trì cuộc sống, bởi vì cái chi phí ở các đất nước đó cũng rất là đắt đỏ. Thì theo ông thì cái tình huống này, cái xu hướng này có đang diễn ra ở Việt Nam của chúng ta hay không ạ? Thực ra thì chúng ta cũng biết rằng là cái xu hướng này đang và sẽ tiếp tục diễn ra ở Việt Nam. Nó đang diễn ra ở Việt Nam vì như các bạn thấy đấy, hiện nay cũng có rất nhiều những cái người về hưu hoặc là đã ở độ tuổi nó lớn rồi nhưng vẫn tham gia vào kinh doanh và sản xuất. Về mặt nguyên tắc ấy, thì chúng ta rất là vui mừng và ủng hộ cái việc là những cái người mà đã hết cái độ tuổi lao động nhưng còn có sức khỏe, còn có năng lực và có cái khả năng cống hiến, tiếp tục cống hiến cho xã hội. Nhưng đứng về một cái giác độ khác về mặt nhân văn cũng như là về mặt xã hội thì chúng ta cũng phải thấy một vấn đề là với những cái người mà về hưu thì cái phần mà dành cho nghỉ ngơi rồi thăm thú bạn bè hoặc là chăm lo cho gia đình trở thành một trong những cái vấn đề ngày càng quan trọng hơn. Và vì thế cho nên mà nâng cao cái mức lương hưu để từ đó đáp ứng được cái đời sống của cái người già nói chung cũng như là của những cái người về hưu nói riêng cũng trở thành một trong những cái vấn đề mà đáng quan tâm của toàn xã hội. Ở đây chúng ta cũng phải thấy rằng là thực sự thì cái mức thu nhập của chúng ta còn rất thấp so với các cái quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Chúng ta mới chỉ khoảng độ có cái thu nhập bình quân đầu người khoảng độ 2.300 đô la một bình quân đầu người thôi. Và với cái mức như vậy thì rõ ràng là những cái người về hưu có cái mức lương tương đối thấp. Và với cái mức lương như vậy thì họ phải đi làm thêm và kiếm sống thêm cũng là một cái điều mà nó trở thành cái tất yếu. Và chúng tôi cũng nói rằng là với những cái mà đang nghiên cứu, những cái chính sách mà nhà nước đang xem xét cùng với cái sự tăng trưởng của nền kinh tế và cái mức độ tăng lương của cái nền kinh tế thì chúng ta hy vọng là trong một cái khoảng thời gian chắc là cũng phải 10 năm nữa thì chúng ta có thể thay đổi được cái mức sống của những cái người già nói chung và những cái người về hưu nói riêng để họ có thể đỡ lo lắng về cái mức sống trong cái khi mà đã gặp những cái khó khăn do tuổi tác cũng như sau cái thời gian đã cống hiến cho gia đình và cho xã hội. Vâng thưa ông, có lẽ là cũng không ai muốn là khi mà chúng ta đã lớn tuổi sau nhiều năm cống hiến vẫn phải quay trở lại thị trường lao động, có đúng không ạ? Vậy ông có thể chia sẻ là trong quá trình chúng ta vẫn đang chờ đợi những sự thay đổi đó thì chúng ta nên làm những cái điều gì trong cái việc tích lũy và chi tiêu để làm sao tránh rơi vào cái tình trạng đáng tiếc như vậy khi về hưu ạ? Thực ra ấy, thì cái việc này nó thuộc về cái kế hoạch tài chính cá nhân. Và cũng có lần chúng tôi đã trao đổi ở trên các cái phương tiện thông tin đại chúng về vấn đề này. Đối với những cái bạn trẻ và các cái gia đình trẻ mà có cái thu nhập trung bình và trung bình khá của xã hội ấy,
thì chúng ta còn có rất nhiều những cái nhu cầu về mua sắm các cái phương tiện công cụ phục vụ cho cuộc sống cũng như là tích lũy cho cái tương lai. Và vì thế cho nên cái việc mà xem xét giữa cái lập kế hoạch tài chính, giữa cái chi tiêu hiện tại với cái tích lũy cho tương lai và cái dự phòng tài chính trở thành một trong những cái vấn đề mà mọi người cần phải quan tâm. Theo đó thì thông thường những cái gia đình trẻ hoặc các bạn trẻ có cái thu nhập từ trung bình đến trung bình khá ấy, thì mỗi khi mà chi tiêu nên lập một cái kế hoạch chi tiêu khoảng 60 đến 70% thôi. Còn khoảng 20 đến 25% thì chúng ta nên có một cái phần trích ra để mà tích lũy. Từ đó có được một cái lượng tài sản đủ để có thể mua sắm những cái phương tiện phục vụ cho cái cuộc sống hiện tại, cũng như là có thể có được một cái khoản cho tương lai. Cái điều thứ hai là bạn phải có một cái kế hoạch dự phòng về tài chính tùy theo từng cái cá nhân và tùy theo mức thu nhập. Bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể có những cái chi tiêu đột xuất do ốm đau, do có những cái vấn đề phải giúp đỡ những cái người thân trong gia đình, đặc biệt là với những cái gia đình Việt Nam chúng ta, thì cái quan hệ dòng họ cũng như là quan hệ trong gia đình nó trở nên rất quan trọng. Và vì thế cho nên chúng ta phải có một cái khoản dự phòng khoảng 10-15% để chúng ta có thể chi tiêu trong từng cái thời kỳ. Tất nhiên là khi mà lập kế hoạch ra như thế thì chúng ta phải thực hiện và cố gắng thực hiện một cách nghiêm túc. Nhưng chúng ta có thể linh hoạt, vì có thể nó phải phát sinh trong cái giai đoạn này hoặc giai đoạn khác mà chúng ta phải sân siêu giữa khoản này với khoản kia. Nhưng về mặt nguyên tắc ấy, thì sau đó chúng ta phải lập tức trở lại cái kế hoạch bình thường và cố gắng bù trì để cho nó trở nên lúc nào cũng có ba cái khoản. Một cái khoản chi tiêu thường xuyên dùng cho ăn ở, rồi là phương tiện đi lại cũng như là mua sắm quần áo vân vân. Cái thứ hai là phát triển, đó, mua sắm các cái tài sản lớn và dự phòng cho tương lai, và cái dự phòng để mà chi tiêu cho những cái khoản lớn. Và nếu như cái dự phòng trong năm đó mà chúng ta không sử dụng hết thì chúng ta có thể đập vào cái việc mà chi tiêu ở cái dự phòng cho phát triển, cái chi tiêu cho phát triển, chứ không nên là dùng cho cái chi tiêu thường xuyên. Bởi vì nếu mà chúng ta dùng cái dự phòng mà không chi tiêu hết cho chi tiêu thường xuyên ấy, thì tự nhiên nó làm cho cái nhu cầu của chúng ta nó nâng cao lên, và như vậy là những cái năm sau cái nhu cầu tiêu dùng của chúng ta nó sẽ phải lớn và nó sẽ trở thành một gánh nặng về mặt ngân sách cho cá nhân. Và vì thế cho nên là cái việc mà sử dụng các cái quỹ thì hoàn toàn có thể linh hoạt, nhưng mà phải có kế hoạch để chúng ta có thể an tâm về những cái trường hợp bất chắc xảy ra, cũng như an tâm trong cái khi chúng ta mà về già có được một cái khoản chi tiêu hợp lý. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh với những phân tích chia sẻ rất sâu sắc về vấn đề lương hưu cũng như là những vấn đề về chi tiêu tiết kiệm như thế nào để chúng ta có một cuộc sống đảm bảo, dự phòng những rủi ro có thể xảy ra. Và thưa quý vị, hy vọng rằng là sau khi theo dõi chương trình thì mỗi khán giả sẽ bắt đầu nghĩ đến và biết cách xây dựng kế hoạch tích lũy, tiết kiệm hoặc là đầu tư hợp lý để đảm bảo cuộc sống sau khi về hưu. Bởi dù sao thì về cơ bản là chẳng ai muốn phải rơi vào cảnh túng thiếu hoặc là phải lệ thuộc tài chính vào bất cứ ai khi về già. Và chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.